Xin chào mọi người, chúng ta cùng quay trở lại với channel Ken Học Toán VN. Câu 45 trong đề thi của chuyên Đại học Vinh lần 3 năm 2019 là một cái câu vận dụng cao về phần hình học, hình hành và không gian cổ điển các bạn ha. Cho ông ta một cái hình hộp ABCD, A phải, B phải, C phải, D phải, có thể tích lớn của nó là bằng V, gọi MNPQEF lần lượt là tâm của các cái hình bình hành ABCD, A phải, B phải, C phải, D, A, B, B, V. Đọc là nghe thấy rối rồi đúng không? Vô đề mà bạn đọc cái phải phải này là nghe rối kèo rồi. Nhưng mà thật ra chúng ta vẽ hình trong tay rất là đơn giản thôi. Bây giờ thể tích của cái khối đại diện chứa các cái đỉnh đó à, thì cái hình em thể hiện bên dưới này tóm gọn lại là như thế nào. Chúng ta có một cái khối hoặc là phương lớn như thế này, sau đó nó lấy lần lượt các cái điểm MNPQ vân vân á, là điểm mà là tâm của các cái mặt, tâm của các cái mặt này. Bạn hình dung không, tâm của các cái mặt bên cạnh này, này đó. Rồi thì sau khi lấy vậy á thì nối tất cả các cái tâm này lại thì nó ra cái gì các bạn? Dụ như Q là tâm của cái mặt phía trước này nè, N là tâm của mặt trên này nè, E là tâm của mặt này, F là tâm của cái mặt phía sau, M là tâm của mặt dưới, P là tâm của mặt bên cạnh. Thì chúng ta thấy nó ra chúng ta một cái khối à, cái hình đa diện là một cái khối bát diện. Chúng ta nhìn như cái cục kim cương vậy này, thấy không? Thì thật ra cái bài này nó rất là dễ, tại vì các bạn để ý ha, nó là hình lập phương, cho nên cái hình này chắc chắn là đa giác đều. Đúng không? Vậy đầu tiên nó cho V cho V của chúng ta là thể tích của nguyên cái khối lớn này. Mà thể tích của nguyên khối lớn thì công thức của nó là bằng gì các bạn? Bằng chiều cao là H nhân với diện tích đáy, anh lấy là ABCD đi. ABCD. Đây là hình hình trụ cho nên không có 1/3 vô trong này. Bây giờ nó yêu cầu tính cái khối lập cái khối bát diện này theo thể tích của cái V này. Thì chúng ta chia bằng phương pháp là chúng ta chia thể tích ra. Cái khối bát diện của chúng ta là M P Q, đọc theo đúng thứ tự cho dễ thấy ha. EFN. Thì thằng này các bạn chia ra thành hai cái khối đối diện. Các bạn để ý ha, nếu ví dụ anh lấy cái mặt phẳng NQMF, anh cắt đôi cái khối đại diện đó là cái khối bát diện nó ra, thì các bạn thấy có phải một nửa mỗi bên của chúng ta là một cái hình chóp thôi chứ có gì đâu. Và hình chóp đó là hình chóp đẻo. Được không? Rồi, vậy cái V của thằng này, V1 này thì nó bằng 2 lần V của anh lấy N là đỉnh đi. N là đỉnh, anh chia bằng cách cái mặt phẳng màu đỏ này nè. P Q E F là cái mặt phẳng trung tâm, anh chia ra anh tách thành hai cái hình chóp. Vậy nó bằng 2 lần thể tích của cái hình chóp V N P Q E F. P Q E F. Đúng không? Sau đó chúng ta tính thôi, 2 lần mà thể tích của P Q E F các bạn, P Q E F. NPQEF đó là cái đỉnh đây này, còn cái đáy chính là cái hình bình hành màu đỏ này nè, thì nó bằng gì các bạn? 1/3 diện tích đáy nhân với chiều cao, đúng không? 1/3 diện tích đáy của anh là cái gì? Là cái hình bình hành PQEF, đúng không các bạn? Mà cái hình bình hành này các bạn để ý cho anh này, là cái hình bình hành này các bạn để ý thể tích nó, diện tích nó lại đặc biệt nữa. Đầu tiên là 1/3 chứ, 1/3 diện tích đáy thì anh cứ ghi lại là ha, diện tích đáy nhân với chiều cao ở đây luôn đi. Chiều cao là H nè, rồi nhân với diện tích đáy nè, diện tích đáy của anh là S của PQEF. Tao viết lại đúng công thức trước đó đã, rồi anh sẽ nhận xét cái diện tích hình bình hành này nó đặc biệt như nào. Ở đây anh phải nhân với lại 1/2 nữa các bạn, 1/2 nữa. Tại sao là 1/2 H biết không? H là chiều cao là nguyên cái hình này, đúng không? Là từ đỉnh B phải đến đỉnh B. Nếu ta lấy đỉnh N là từ điểm N mà tới điểm M, mà anh ta đang xét cái nửa hình chóp, cái hình chóp mà nằm phía bên trên này, và chiều cao nó chỉ là từ đây tới đây thôi này. À, từ đây tới đây thì nó là 1/2 lần H, tại vì H chính là thằng này. Cho nên chỗ này là 1/2 lần H nhân với lại diện tích của PQEF. Mà PQEF của ta là hình gì các bạn? Là hình bình hành, đúng không? Hình bình hành nó có PQ sẽ bằng EF, đúng chưa? Và ở đây các bạn để ý nó bằng 1/2 lần AC luôn chứ gì nữa nè, 1/2 lần AC. Nếu anh lấy AC là đường chéo vô thì nó bằng 1/2 lần AC. Được không? Rồi, ngoài ra chúng ta thấy QE là bằng gì các bạn? Đây là một hướng à, một cái tính chất. Thứ hai, anh lại thấy QE là bằng PF. QE nó cũng bằng PF luôn. Và theo các bạn thì bằng 1/2 lần mấy? À, 1/2 lần BD. Easy ha. Bây giờ chúng ta suy ra hai này, chúng ta suy ra cái diện tích này nè. S của PQEF. Rồi nó bằng cái gì? Có phải bằng 1/2 lần cái diện tích của ABCD không các bạn?
Tại vì thằng này á là bằng nửa AC, thằng này á là bằng nửa BD. Mà hai cái hình bình hành này nó giống nhau rồi, giống như nó đồng dạng luôn rồi các bạn. Được chưa? Này, vẽ ra chúng ta thấy liền ha, chứ không có gì hết. Nối lại QE chúng ta nối lại, chúng ta thấy liền, QE là cái cạnh này nè. Một cái là nằm bên tâm này, một cái là nằm bên tâm này. Vậy nối lại á thì nó 1/2 là cái đường chéo bên dưới thôi. 1/2 là đường chéo BD nè. BD là đây, QE là đây. Thấy không? Nó chỉ bằng 1/2 thôi. Tương tự cái cạnh kia cũng vậy. Rồi, anh suy ra cái diện tích này bằng 1/2 lần ABCD. Và anh thế chỗ này là bằng gì các bạn? Anh xóa này đi. Anh thế nó sẽ là bằng 1/2 lần. Và cái này là thế vô ha. 1/2 lần S của ABCD. Bây giờ chúng ta gom cái nào lại? ABCD mà nhân với H á, tức là chỗ này này. À, mà gom với lại cái này, cái H này là chính là bằng gì? Bằng V rồi. Vậy những con số còn lại chúng ta bằng vô thôi. 2 với 2 này triệt tiêu. À, số 2 này như này là 3 nhân 2 là 6. Vậy có phải còn 1/6 lần V không? Tại vì H mà nhân với này là V rồi. Vậy đáp án của anh là 1/6 V. Cho nên là câu C. Easy ha. Rồi chúng ta qua câu tiếp theo. Câu tiếp theo cho chúng ta một cái câu về tích phân. Ứng dụng tích phân. Nó nói cái sàn gì đó các bạn đọc đề anh không quan tâm. Anh quan tâm là nó nói gì. À, sử dụng cái đường cong có phương trình là 4x bình bằng y bình. Và 4 lần mở ngoặc ra trị đó x trừ 1 tất cả mũ 3 là bằng y bình. Cho thì nhìn có vẻ phức tạp, nhưng mà thật sự có phức tạp như vậy không thì các bạn coi cho anh. Quan trọng là trong này có những cái đường cong nào các bạn thấy cái hình các bạn đối xứng không? Chẳng qua chúng ta có hai đường cong, một là cái đường này. Đó, hai là cái đường này. Đơn giản vậy thôi. Và các bạn biết anh sẽ xác định đường nào là cái phương trình nào. Đường này nè, anh xác định nó là cái phương trình 4x bình bằng y bình. Tại sao? Anh đặt hệ trục tọa độ ở đây. Y nè. X nè. Thì cái thằng này có phải cái đường cong bên trong này nó đi qua góc tọa độ không các bạn? Thì chỗ này là cho x bằng 0 thì y bằng 0, tức là cái phương trình này đi qua góc tọa độ. Cho nên anh được cái thằng này là gì? Anh rút y thừa x ha, để tí chúng ta lấy tích phân. Y bằng 2 lần căn x. Easy không? Chứ có gì đâu khó. Tương tự cái đường cong còn lại là cái đường này. Các bạn được y bằng gì các bạn? Các bạn lấy căn qua thì y của anh sẽ bằng 2 lần nè, lấy căn qua là căn của trong này sẽ còn là x trừ 1 tất cả mũ 3 thấy gì đâu. Tại vì anh lấy cái phần này tức là ứng với phần x dương. X dương thì anh bỏ triệt đối ra ngoài sẽ là x. Được chưa? Còn những cái phần bên này nó sẽ là x âm nè. Phần bên này sẽ là x âm nè. X âm nè, thấy không? Y bằng 2 lần căn của x trừ 1 tất cả mũ 3 là cái đường bên này. Đó, tương ứng với x dương, tại vì anh bỏ triệt đối để x dương. Hình chúng ta đối xứng cho nên chúng ta tính một phần thôi, chúng ta loại ra, rồi chúng ta nhân lên. Vậy bây giờ các bạn nhìn vô anh tính sao? Để mà tính cái diện tích cái phần này á thì ý tưởng của anh tính sao? À, anh sẽ tính cái miền lớn này nè. Cái miền lớn này. Cái miền mà anh tính sẽ là miền lớn này. Đó. Đó. Rồi sau đó anh đem đi trừ cho cái miền này. Các bạn chú ý ha, trừ cho cái miền này. Đó. Hiểu cái ý tưởng chưa? Còn ngoài này anh không quan tâm, ngoài này anh không quan tâm. Còn từng miền tính như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ để ý. Thì anh sẽ tính cái thằng này anh nhân 4 lên. Một cái phần này là anh nhân 4 lên. Anh dùng cái đường cong y bằng 2 căn x này, anh cho chạy từ góc tọa độ tới đây. Mà đường này nó cho là một cái hình vuông to là 40 cm, đúng không? 40 cm thì bên này sẽ là bao nhiêu các bạn? Hình vuông cạnh là 40 cm. Vậy ở đây chúng ta cho chạy từ đâu để cho nó hợp lý đây. Rồi các bạn cho đến đây luôn. Vậy đây là 0 và đây sẽ là 20, đúng không? Chỗ này sẽ là 20 nè. Cho chạy từ 0 tới 20. Vậy anh cho 4 lần tích phân chạy từ 0 đến 20 của cái hàm nằm trên của anh đây. Là từ đây đến đây là hàm nằm trên của anh là 2 căn x. Trừ cái hàm nằm dưới là trục của x, tức là bằng 0, cho nên anh không có trừ. Anh nhân 4 lên tại sao? Góc phần tư này anh được một cái, góc phần tư này anh được một cái, góc phần tư này anh được một cái, và góc phần tư này anh được một cái là 4 lần. Sau đó anh trừ cho, có phải anh trừ cho cái miền này không? Đó, trừ cho cái miền này. Đó, mà chúng ta có 1, 2, 3, 4 là anh trừ cho 4 lần. 4 lần cái miền đó là tích phân chạy từ đâu? Chạy từ đây tới nè. Đúng chưa? Chạy từ đây tới thì chúng ta cần phải xác định chỗ này là bao nhiêu. Nếu nhìn cái hình đối xứng thì các bạn nhanh chóng chọn từ 1 luôn đến 20. À, chỗ này là 10 chứ, thì cạnh này là 20, đúng không? Cạnh này là 20 thì ở đây sẽ là 10. Nhưng mà các bạn biết làm sao để tìm cho nó nhanh không? Anh tìm cho nó chính xác không? Đó là anh tìm nhanh dựa vào hình học. Còn chính xác là bạn dựa vào đây nè. Cái phương trình này các bạn đi cắt cái trục x là xong thôi. Bạn cho cái này bằng 0 nè. Thì có phải cái căn này bằng 0 không? Cái căn này bằng 0 thì x trừ 1 bằng 0. Có phải x bằng 1 không?
đúng không? Tức là tương ứng cái hình của chúng ta là chỗ này là 10 cm đó, vì chúng ta đang tính theo đơn vị là cm. Và anh cho tích phân chạy từ 10 cho tới 20. Rồi, trong này sẽ là 4 lần. Cái hàm của mình sẽ là 2 căn của x trừ 1 tất cả mũ 3. Sau đó dx mình lên bấm máy tính. Được chưa? Hình dung cái ý tưởng tính những câu này rất là dễ thôi, mặc dù nó là vận dụng cao. Và nếu các bạn cảm thấy mình thế mạnh về những câu này mình hiểu á, thì nên tập trung vào những cái câu này để lấy điểm trong 10 cái câu còn lại trong đề thi. 2 căn x đó, trừ cho tích phân này các bạn chạy từ 4 lần tích phân này luôn chứ đúng không? Tích phân chạy từ 10 đến 20. Rồi, trong này anh sẽ nhập cái hàm đó là 2 lần căn của x trừ 1 tất cả mũ 3. Vô thi là thấy là bấm liền mũ 3 luôn ha, chứ không phải là thời gian lâu. Mấy cái hàm này máy tính nó bấm hơi nhanh, vì khi mà giải các bạn đặt ẩn phụ nó rất là nhiều. Máy tính nó giải bằng cách nội suy thôi. Ô, âm kìa, anh bị sai chỗ nào hả? Ok, để anh check. À, anh biết anh sai chỗ nào rồi. Tại vì hồi nãy anh rút cái hàm này sai nè mọi người. Sorry nha, sorry nha. Rút y ra bị sai, đúng không? Rút y ra bị sai. Chỗ này chúng ta rút là gì các bạn? À, đây là y bình bằng, và chúng ta lấy căn 2 vế. Thì chỗ này căn 4 là được 2, căn của x bình là được x, và chỗ này phải là 2x đúng không? Nếu mà đúng vậy á, là 2x. Đúng vậy chưa? Bạn thấy chỗ này là 2x chứ đúng không? À, ý tưởng thì đúng rồi, nhưng mà cái cách mà chúng ta rút cái hàm này nó chưa đúng. Ok các bạn, chờ anh tí xíu, anh xóa cái này, anh rút cái hàm lại ha. Anh rút y thì x nó bị nhầm. Còn ý tưởng thì chúng ta lấy 4 cái đó trừ 4 cái kia ha. Là ý tưởng về hình học là cái quan trọng nhất. Thì nó không có sai. Giờ anh check lại cách mà anh rút hàm này, cho nên bấm. À, mọi người để ý ha. Thứ nhất là nó sai chỗ này nè, hàng gì anh rút là nó không đúng. Chỗ này cái đề viết lại là y mũ 4 cho anh nha. Anh check lại chỗ này là y mũ 4 chứ không phải là y bình. 4x bình bằng y mũ 4, còn bên này là đúng rồi. Thứ hai, chúng ta quan sát một chút xíu nữa các bạn. Làm chúng ta thấy khi mà lấy cái phương trình này, chúng ta xác định được cái phương trình là x bằng 0, y bằng 0, thì cái phương trình trên này chúng ta rút ra y có phải là bằng căn của 2x không? Đúng chưa? Y bằng căn của 2x nè. Rồi, còn cái phương trình này á, thì anh rút y theo x á, thì anh lại thấy nó là y là bằng 2 lần căn của x trừ 1 tất cả mũ 3. Đúng vậy chưa? Tuy nhiên các bạn để ý, nếu anh giải phương trình này mà giao điểm với trục của x để anh tìm cái tọa độ điểm này là bao nhiêu á, thì các bạn thấy cho cái thằng này bằng 0 thì anh giải ra x bằng mấy? X bằng 1. Mà nếu chúng ta để ý cái độ dài cái cạnh của cái viên gạch á, là 40 cm. 40 cm. Vậy có nghĩa là lý thuyết là chúng ta chia ra thì chỗ này sẽ là bao nhiêu? Chỗ này phải là 10 chứ, nếu mà giải ra là 10 mới đúng. Có nghĩa là đơn vị nó không đồng bộ với cái phương trình. Được không? Này chỉ là cái phương trình chứ cái dạng của nó thôi. Cho nên việc chúng ta phải là đồng bộ cái hệ đơn vị và cái dạng phương trình. Thì ở đây á, nó đang là 1 nè. Vậy mà đề bài nó là 40. Tức là nếu anh chia đôi ra thì chỗ này nó là 10. Vậy từ 10 mà muốn đưa về 1, có phải cái đơn vị này là 40 cm? Vậy anh đưa nó về là gì các bạn? Vì là decimet đi. Anh cho nó là bằng 4 decimet đi. Thì nó mới là trùng đơn vị với cái hàm này. Ok chưa? Vậy 4 decimet thì đây là 4 nè. Đây là 2 nè. Cạnh này là 4 thì đây là 2 nè. Đó, và giải ra đây là 1 là đúng rồi nè. Vì đây là trung điểm, đây là 1 nè. Thì lúc đó chúng ta bấm tích phân sẽ là gì các bạn? Tích phân từ 0 cho tới 2, ở trong này là căn 2x dx. Các bạn nhân 4 lên, trừ cho 4 lần tích phân từ 1 cho tới 2, là từ đây tới đây. Cái hàm nằm trên của mình là 2 lần căn của x trừ 1 tất cả mũ 3. Sorry mọi người ha. Nhớ check lại cho anh cái phần này chứ không là sai. Tại vì hồi nãy anh bấm ra thấy sai phải không? Vậy ở đây cái cạnh của mình là chạy từ 1 đến 2 nè. Đó, 4 lần. Rồi thằng kia chúng ta check lại luôn, nó là căn 2x nha. Vậy anh sẽ xóa số 0 vào đi. Ok, bấm bằng. Diện tích chúng ta sẽ ra decimet vuông 7.46 decimet vuông. 7.46 decimet vuông các bạn. Mà đổi sang đổi sang gì? Cm vuông thì chúng ta nhân với lại 10 mũ 2, vậy ra là 7466 là 747 cm vuông. Đáp án của chúng ta là câu B. Ok nhé. Bài này không có khó, tuy nhiên phải để ý nó mẹo chúng ta một chút xíu.
mẹo chúng ta chút xíu. Bình thường thì những cái câu diện tích như thế này ít khi nào mẹo lắm, chỉ có cái đề chuyên phân này là lắm chuyện thôi, mẹo thôi. Ta nhìn đây, ta giải phương trình giao điểm với trục của x thì anh lại thấy nó ra là bằng một một đơn vị, chứ anh trong đề nó đâu có nói đơn vị gì đâu, bài này cũng đâu có kèm x y đơn vị gì đâu. Cái thằng này chỉ là cái dạng đồ thị thôi, chứ nó không phải là đồ thị biểu diễn thực sự theo thời gian của thằng này, theo biến x của thằng này. Cho nên chúng ta để ý khi giải ra bằng một mà anh thấy cạnh này là gì, 40, thì không có lý nào mà chỗ này là một được, chỗ này phải là 10 đúng không? Vậy là từ 40 này anh phải chuyển ngược lại đưa về decimate, thì cái thằng này mà bấm ra nó ra decimate này. Ok chưa? Và đáp án của anh là câu B. Nếu các bạn có bất cứ thắc mắc nào thì các bạn vui lòng comment bên dưới, anh sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian là ngắn nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở cái đề tiếp theo. Video tiếp theo vào ngày mai, anh sẽ live giải đề cho các bạn là đề chiên của Bắc Giang, cũng mới thi đây, khá là hay, rất là nhiều câu vận dụng và vận dụng cao. Sau đó chúng ta sẽ đánh đề gì đó, chiên Bắc Ninh theo yêu cầu của các bạn, vân vân ha. Một tháng cuối cùng, khoảng còn 2 tuần cuối cùng, chúng ta sẽ tập trung giải những cái đề mà minh họa và đề chính thức, để chúng ta cố gắng focus lại những cái điểm quan trọng để chúng ta đi thi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.